đây chiếc máy kéo chở đầy xe lúa nha các bạn, chuẩn bị qua cầu nha. Hiện tại là cây cầu nó hơi nãy nó bị lúng đó các bạn, giờ mấy anh sửa lại ha. Tài xế vô số đang qua cầu các bạn. Ô, cái cầu đầu này nó nhỏng lên các bạn ơi. Ô, nó tụt xuống luôn kìa. Đó, trời, cái bánh dính sình luôn các bạn ơi. Qua cầu nha các bạn. Đang trả số vô số chạy nhanh các bạn.
tay là có một chiếc Kubota DZ70G bị lầy các bạn ơi, đang nằm chờ kéo lên. Vô đây có chiếc xe đậu bên kia qua luôn, mấy anh đi qua được bên đây nha. Đi đường bên đây mà hôm nay có chiếc xe kéo đậu để đi được.